ong và khu vườn bất ổn, cây cà pháo nở ra trứng cút, tiền xu nằm trong ruột dưa găng. Mới đây, dân mạng được một phen châm trồ khi phát hiện những sự kiện ảo ma tưởng như chỉ có ở Canada. Theo đó, người đàn ông ngoại quốc không rõ ở đâu và nói tiếng gì, nhưng những video trải nghiệm về cuộc sống làm vườn của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng bảo khu vườn của anh này bất ổn thật sự. Nào là cây cà pháo thì lại nở ra trứng cút, thiên su nằm trong ruột dưa gang. Nhiều người xem xong thì 3 phần ngạc nhiên, 7 phần ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Thế nhưng nếu lục lại trang cá nhân của anh này thì dân mạng còn hú hồn hơn. Khi thấy quả trứng cút được mọc ra cả trên thân cây rau bí và thân cây sung, thiên su còn nằm trong cả ruột quả đu đủ và thân cây chuối. Khối người xem xong clip này chỉ muốn về nhà nuôi cá và trồng rau như người nông dân ấy thôi. Ai đời ở trong vườn, hễ đi đến đâu là tiền rơi rụng la tả đến đó.